Tên cảnh sát to gan kia, đưa đồ ăn cho ta. Mày quay lại nhìn ta đi. Ta có cây cổ thanh đi rồi, ta không sợ ngươi nữa đâu. Ta cảm ơn các ngươi rất nhiều. Ta hứa từ bây giờ sẽ không làm điều xấu nữa. Còn bây giờ ta phải đi đây. Có đông bệnh nhân không? Từ sáng đến giờ đông quá, con mệt quá. Ồ, mệt quá, khám bệnh cho bệnh nhân đông quá đúng không? Đến giờ nghỉ trưa rồi đấy, bác sĩ đói bụng chưa? Rồi ạ. Thế thì bác sĩ phải ăn trưa thôi, xong chúng mình nghỉ ngơi một lúc còn khám bệnh tiếp cho bệnh nhân nhỉ? Lát nữa bệnh nhân lại đến đấy. Ôi, bác sĩ ơi, làm việc mệt từ sáng đến giờ mà bữa trưa của bác sĩ chỉ ăn xúc xích thôi à? Như thế thì có đủ no không? Có đủ no bụng không để còn khám bệnh cho bệnh nhân nữa? Thì bác sĩ ăn đi nhá. À, chỗ này có đồ ăn này, mình phải mang về cho chủ nhân của mình mới được. Nhanh. Chủ nhân, tôi đã mang thức ăn về cho chủ nhân rồi này. Có đệ tử như này thì cần gì ta phải đi kiếm đồ ăn. Thế mà từ sáng đến giờ ta cứ phải đi tìm, mỏi hết cả chân. Ngon quá. Các bạn nhỏ ơi, bác sĩ Minh Khoa nhá. Đang lúc ăn trưa thì nhện của mụ phù thủy này nó đi vào, nó dọa bác sĩ chạy mất rồi nó lấy thức ăn về cho mụ phù thủy này. Đây, mụ phù thủy ngồi không rồi, sai nhện đi lấy đồ ăn của những người khác này. Nhện ơi, có một cái xúc xích như thế này, ta ăn không đủ lo, bây giờ ngươi phải đi kiếm tiếp đồ ăn cho ta, mau lên. Vâng lệnh chủ nhân. Mệt thật đấy, biết đi đâu mà tìm đồ ăn bây giờ. Mụ phù thủy này suốt ngày chỉ ngồi rồi sai người khác đi tìm đồ ăn thôi. Bực mình thật. Thôi, mình lại phải đi kiếm cho mụ thôi, không về mụ lại mắng. Xin chào cảnh sát Gia Bảo. Xin chào tất cả các bạn. Con đang đi đâu đấy? Con đi giờ làm việc rồi. Bây giờ con phải nghỉ trưa, xong con làm việc tiếp. À, bây giờ hết giờ làm việc rồi, con nghỉ trưa. Con ăn trưa rồi còn làm việc tiếp đúng không? Con ăn đi nhá. Cảnh sát kia, mau đưa đồ ăn cho ta. Một con nhện ép gì mà lấy được đồ ăn của ta. Đi ra chỗ khác mà chơi đi. Được rồi, ngươi hãy đợi đấy. Ngươi dám bảo ta là con nhện con à? Hãy đợi đấy nhá, để xem ngươi có dám coi thường ta nữa không. Tên cảnh sát to gan kia, đưa đồ ăn cho ta. Ngươi quay lại nhìn ta đi. Wow, cái bánh này to thế này, chắc là chủ nhân sẽ no bụng và không bắt ta đi lấy đồ ăn nữa. Thưa chủ nhân, tôi lại mang đồ ăn về cho chủ nhân rồi đây.
bạn nhìn này, mụ phù thủy nha, đói bụng quá thế là sai con nhện đi tìm đồ ăn. Thế là con nhện nó lấy mất đồ ăn của cảnh sát Gia Bảo. Khổ thân cảnh sát Gia Bảo quá, làm việc vất vả từ sáng đến giờ có mỗi cái bánh để ăn thì bị con nhện lấy mất rồi. Minh Khoa ơi, hai anh em vừa bị con nhện lấy hết đồ ăn đi đúng không? Vâng ạ. Nha, chắc là con nhện này nó là đồ đệ của mụ phù thủy độc ác đấy. Chắc là mụ phù thủy độc ác lại xuất hiện rồi. Chỉ sợ là mụ ấy sai con nhện đi kiếm đồ ăn về cho mụ ấy ăn đấy. Bây giờ chúng mình phải đi tìm con nhện và tìm luôn mụ phù thủy nhá. Quả táo của con nhện xong bây giờ đau bụng quá này. Thế là vừa đúng lúc hai anh em ra bảo với Minh Khoa đến nơi. Thế là bây giờ Minh Khoa đã về lấy đồ để có thể đến khám bệnh cho mụ phù thủy này. Gia Bảo ơi, có không sợ mụ ý lừa à? Không đúng không, hình như mụ ý đau thật đúng không? Bây giờ chúng mình khám cho mụ ý đã nhá, sau rồi tính sau nhá. Vâng ạ. Anh giờ em ăn đồ đến rồi, em khám cho mụ ấy đi. Mụ phù thủy lấy cái chổi đi biến em thành con thỏ. Mụ phù thủy đưa cái chổi chăn chi đây. Bỏ ra còn khám. Các bạn ơi, Minh Khoa nha, đang định đến khám bệnh cho phù thủy thì mới nhìn thấy cây chổi này. Cây chổi này mụ ấy hôm trước dùng để biến em Minh Khôi thành con thỏ đúng không? Vâng ạ. Thế nên Minh Khoa sợ quá,
Bây giờ cảnh sát đã cầm cái chổi rồi, Minh Khoa ơi, con yên tâm nha, con khám bệnh cho phù thủy đi. Xem phù thủy bị sao mà lại đau bụng quá thế này nhỉ? Các bạn ơi, hai anh em rất là tốt bụng nha. Mặc dù mụ phù thủy rất độc ác, nhưng khi thấy mụ ý gặp nạn như thế này thì hai anh em vẫn sẽ giúp đỡ cho mụ phù thủy này. Minh Khoa ơi, con khám đi. Đấy, có vẻ như là đau bụng lắm luôn ý. Phù thủy bị trúng độc cho nên mới đau bụng đúng không? Vâng ạ. Thế bây giờ Minh Khoa lấy thuốc cho phù thủy uống đi. Đấy, con đưa cho mụ phù thủy một viên thuốc để cho mụ ấy uống nha, cho khỏi đau bụng. Mụ thủy ơi, sẽ uống viên thuốc này đi. Uống vào là hết đau luôn nhỉ? Vâng ạ. Đã hết đau rồi cả con các người. Còn con nhiễm độc đâu? Ta không biết, vừa lấy tay ta say nó đi lấy đồ ăn cho ta rồi. Ngươi ngồi ở đây để ta, bọn ta còn khi tìm con nhiễm độc. Các ngươi phải mang theo cây chổi này thì sẽ được có được con nhiễm. Xong khi nào tiêu diệt được nó rồi thì mang về trả cho ta cũng được. Đấy rồi, để bọn tôi đi. Ôi đây. Các bạn ơi nha, bây giờ hai anh em đã chữa khỏi cho mụ phù thủy rồi. Tiếp tục là hai anh em sẽ phải đi tìm con nhện để tránh nó làm hại người khác, đúng không nhờ Gia Bảo nhờ? Vâng ạ. Vậy chúng mình phải cầm cái chổi này đi. Nếu gặp con nhện chúng mình còn xử lý nó đúng không? Vâng ạ. Con nhện đến rồi, bắt lấy con nhện. Ha ha ha, các ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Hãy xem đây, ta sẽ biến lên khổng lồ cho các ngươi sợ luôn. Ta có cây của ta đi rồi, ta không sợ ngươi nữa đâu. Và các bạn ơi, con nhện nha, nó định biến lên khổng lồ để dọa hai anh em Gia Bảo với Minh Khoa này. Nhưng mà Gia Bảo đã sử dụng cây chổi của mụ phù thủy biến con nhện thành cục đá này các bạn. Để chúng mình mang cái viên đá này về trả cho mụ phù thủy nhá. Đi thôi con, thích không Gia Bảo? Cô ấy định dọa anh em mình đúng không? Con nhện ta đã biến lên cục đá rồi. Ta trả ngươi cái chổi. Cảm ơn các ngươi. Từ giờ ngươi đừng làm điều xấu nữa, nhớ chưa? Ta cảm ơn các ngươi rất nhiều. Ta hứa từ bây giờ sẽ không làm điều xấu nữa. Còn bây giờ ta phải đi đây. Gia Bảo ơi, Minh Khoa ơi, mụ phù thủy đi rồi đúng không? Vâng ạ. Các bạn ơi, Gia Bảo và Minh Khoa nhá, vừa biến con nhện biến thành cục đá luôn. Và bây giờ mụ phù thủy đã mang con nhện về thế giới của mụ ấy rồi đúng không? Mụ ấy sẽ không đi làm điều ác nữa. Hôm nay hai chúng mình đã làm được một việc rất là tốt rồi này, đúng không nhỉ? Các bạn ơi, video của hai anh em đến đây là kết thúc nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của hai anh em. Chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt các bạn.